Vâng, bây giờ là 4 giờ và em xin bắt đầu chương trình nhịp đập thị trường ngày 2 tháng 11 ngày hôm nay ạ. Em xin kính chào tất cả các quý vị nhà đầu tư và khách hàng của VnDirect đã có mặt ở buổi nhịp đập thị trường ngày 2 tháng 11 ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên tư vấn đầu tư ở VnDirect, và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Văn Linh, chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư của VnDirect, sẽ giúp các nhà đầu tư trả lời những câu hỏi liên quan đến phân tích kỹ thuật cho các cổ phiếu xu hướng nhóm ngành hay là xu hướng của index. Trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin giới thiệu về khóa học trực tuyến E-Trade của VnDirect. Hiện tại là khóa học giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong thị trường hiện tại, giúp mình có thể hoàn thiện cái khả năng giao dịch cũng như là khả năng tìm kiếm những cái cơ hội có hiệu suất vượt trội trên thị trường. Thì các anh chị có thể vào tìm hiểu thêm về khóa học trong đường link em sẽ để ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi ở trên Academy của VnDirect ạ. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần điểm qua diễn biến thị trường ngày hôm nay, ngày 2 tháng 11. Phần thứ hai sẽ là phần góc nhìn của chuyên gia về xu hướng của index, nhóm ngành cũng như là một số cổ phiếu đáng chú ý. Và phần cuối cùng sẽ là phần hỏi đáp và trả lời với cả chuyên gia về những thắc mắc về các cơ hội đầu tư của cá nhân mình. Em xin bắt đầu luôn phần đầu tiên của chương trình hôm nay là phần phân tích về diễn biến của thị trường. Thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình ở đây của em, VN-Index hôm nay là có phiên tăng điểm khá là tốt, tăng 13.49 điểm hôm nay, với thanh khoản tiếp tục ở mức cao là hơn 28.000 tỷ, gần 29.000 tỷ, cho thấy là dòng tiền hiện tại là đang chảy vào VN-Index rất là tốt. Chúng ta có thể thấy ở đây là ngày hôm nay có đến 302 mã tăng điểm với 48 mã trần, vượt trội so với cả số mã tham chiếu là 48 mã tham chiếu hay là 151 mã giảm, để cho thấy được là index hiện tại là đang thu được dòng tiền rất là lớn. Cụ thể ở đây, nếu chúng ta nhìn vào đồ thị của index thì chúng ta có thể xác nhận được là phiên hôm nay là một phiên xác nhận đỉnh mới của VN Index, đóng cửa ở mức 1.452 điểm, cho thấy là lực vào, lực mua hiện tại là vẫn đang rất là mạnh, và cho thấy cái sự hứng khởi của nhà đầu tư trên đầu tư vào VN Index trong thời điểm hiện tại. Nếu chúng ta nhìn cụ thể hơn vào đồ thị 1 giờ của index thì chúng ta có thể thấy ở đây là mặc dù là buổi sáng là đã có lúc tầm 10 giờ sáng là đã có lúc giảm điểm, khi mà cái áp lực chốt lời ở trên vùng 1.448, gần 1.500 điểm xuất hiện. Nhưng sau đấy thì lực mua là tiếp tục chảy mạnh vào từ lúc 11 giờ, giúp chỉ số chúng ta có thể vượt đỉnh, xác nhận cái đỉnh mới ở trên vùng 1.452 trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào nhóm dẫn dắt thị trường thì chúng ta có thể thấy hôm nay cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên index đó là cổ phiếu GVR là đã tăng trần trong ngày hôm nay, đóng góp rất là tích cực 2,9 điểm vào cái đà tăng của VNX ngày hôm nay. Ngoài ra thì một số mã vốn hóa lớn khác như là Vietcombank, Vinhome, Sabeco hay là Eximbank đóng góp khá là tốt vào mức tăng của index. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là mã đóng góp tiêu cực vào index hôm nay là có Novaland, Vinamilk hay là Hòa Phát. Như em cũng đã nói thì thanh khoản ngày hôm nay mặc dù là không thể lớn được bằng ngày hôm qua, khi mà thanh khoản của ngày hôm qua là đã gần 33.000 tỷ, nhưng tiếp tục là một phiên thanh khoản hơn 1 tỷ đô của index. Khi hôm nay chúng ta có thể thấy là giá trị giao dịch là đã 27.000 tỷ ở trên sàn HOSE, tiếp tục là một dấu hiệu rất là tốt để cho thấy được là dòng tiền vẫn đang chảy rất là mạnh vào index sau một thời gian dài. Và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy là áp lực bán là có xuất hiện ở buổi sáng. Chúng ta có thể thấy ở đây là số mã tăng điểm chỉ quanh 40%, và số mã giảm điểm là chiếm ưu thế hơn với khoảng 43-42%. Nhưng sau đấy, sau 10 giờ trở đi thì chúng ta thấy là số mã tăng điểm bắt đầu chiếm ưu thế lại, để cho thấy được là dòng tiền của thị trường là đang đồng thuận chảy vào index, và cho thấy được là cái sức tăng của index là có thật chứ không phải là một lần thử. Phiên hôm nay thì khối ngoại là đã bán dòng khá là mạnh, bán dòng hơn 1.000 tỷ. Chúng ta có thể thấy ở đây là cổ phiếu Nam Long là cổ phiếu bị bán dòng mạnh nhất, bị bán dòng 141 tỷ. Tiếp theo là SSI bị bán dòng 91 tỷ, hay là Hòa Phát bị bán dòng 68 tỷ. Ngoài ra một số cổ phiếu khác bị bán dòng có thể kể đến là Vinamilk, Masan hay là Vincom Retail. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu được mua dòng ngày hôm nay chúng ta có thể kể đến là KBC hay là Vinhomes hay là Sabeco. Nhìn sang nhóm VN30 thì chúng ta thấy là mặc dù phiên hôm nay nhóm VN30 là có tăng 4,6 điểm, tuy nhiên thì thanh khoản khá là nhỏ, chỉ gần 10.000 tỷ, để cho thấy được là cái diễn biến hiện tại là dòng tiền
được hỗ trợ là cái đà tăng điểm của index là được hỗ trợ rất là lớn bởi dòng tiền chảy vào các cổ phiếu vốn hóa vừa, vốn hóa nhỏ. Còn dòng tiền dành cho vốn nhóm vốn hóa lớn thì thật sự là vẫn chưa quay trở lại. Chúng ta có thể nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị của VN30 ở đây thì chúng ta có thể thấy là VN30 hiện tại là vẫn cách khá là xa so với cả đỉnh cũ của VN30 ở vùng 1565, là lúc mức đỉnh mới của index được xác lập. Cùng với đó là đỉnh của VN30 cũng được xác lập. Nhưng hiện tại thì VN Index đã đi lên đỉnh mới, trong khi là VN30 hiện tại là vẫn ở quanh cái ngưỡng, vẫn giao dịch ở trong cái biên độ khá là hẹp ở quanh cái vùng 1530 đến 1515 này. Nếu chúng ta nhìn cụ thể hơn vào đồ thị 1 giờ thì chúng ta có thể thấy rõ được là cái mức biên độ giao dịch của VN30 là nó hiện tại đang hẹp như thế nào, chỉ xung quanh 15 điểm này thôi, để cho thấy được là dòng tiền hiện tại là thay vì là được kéo dòng tiền của nhóm VN30 hiện tại là thay vì là kéo chỉ số như các cổ phiếu Hòa Phát hay là nhóm ngân hàng như trước, hiện tại thì dòng tiền hiện tại như chúng ta có thể thấy là hôm nay là chảy rất là mạnh vào nhóm bất động sản hay là nhóm chứng khoán. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào diễn biến của chỉ số các cổ phiếu ở trong VN30 thì ngoài GVR như em đã nói là tăng trần hôm nay, mức tăng rất là tốt cũng với khối lượng rất là tốt, thì chúng ta có thể kể đến một số mã có mức tăng điểm cũng khá là tốt như là PNJ là đã tăng đến 105, hay là Khang Điền là tăng đến 50.4. Nếu chúng ta nhìn theo nhóm ngành thì chúng ta có thể thấy là nhóm ngân hàng hiện tại là vẫn chưa có diễn biến gì khá là nổi bật. Có một số mã tăng điểm chúng ta có thể kể đến như là ACB là tăng 1,4% lên 33,15, hay là BIDV là tăng nhẹ lên gần 42, hay là công thương là tăng lên 32,4 trong ngày hôm nay. Nhóm thứ hai, nhóm trụ thứ hai ở trong index đó là nhóm Vingroup, thì chúng ta để thấy là hôm nay có Vinhomes là tăng tiếp tục tăng khá là tốt, tăng lên 85, trong khi là Vincom Retail là do khối ngoại bán ròng khá là lớn nên là cũng giảm 1% về 30.85, hay là Vincom cổ phiếu của Vingroup là tham chiếu, giữ mức tham chiếu cho ngày hôm nay. Và nhóm trụ thứ ba ở trong VN30 chúng ta có thể thấy là nhóm thực phẩm đồ uống, thì chúng ta có thể thấy ở đây Vinamilk là giảm nhẹ trong ngày hôm nay về 89.2. Tiếp theo là cổ phiếu Sapeco là có mức tăng khá là tốt trong ngày hôm nay để tiếp tục tăng lên 165.2, và Masan là cổ phiếu thứ ba của nhóm thực phẩm đồ uống thì hôm nay đã đi ngang tham chiếu ở mức 145.5. Vừa rồi cũng là phần tổng kết thị trường, diễn biến thị trường và diễn biến của index cũng như là VN30 ngày hôm nay của em ạ. Em xin phép được nhường lại phần tiếp theo cho anh Linh ạ. Xin mời anh Linh ạ. Xin chào chị nhà đầu tư. Rất vui được đồng hành cùng anh chị trong cái chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn Khôi. Khôi vừa đã điểm qua về cái diễn biến của thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì Linh xin phép được chia sẻ với anh chị về cái diễn biến của thị trường. Thì phiên ngày hôm nay là tiếp tục là một phiên khá là tích cực của thị trường chung, khi chúng ta chứng kiến một cái phiên tăng điểm, một cái nến tăng của VN Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên quanh 1.452 điểm, và vượt qua cái ngưỡng tâm lý 1.450 điểm, là cái ngưỡng mà một hai phiên trước đây cổ phiếu đã thị trường đã chạm và giảm trở lại. Thì phiên hôm nay một cái phiên đóng vượt trên vùng đó, khối lượng cũng tiếp tục duy trì mức cao khi mà chúng ta có khối lượng giao dịch trên trung bình 20 phiên. Và nhìn về xu hướng của thị trường ở thời điểm mà hiện tại, thì sau khi mà thị trường đã vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã tạo quanh đầu tháng 7, thì quanh đâu đó 1.420 đến 1.425 điểm, thì thị trường đã chính thức xác nhận bước vào một cái nhịp tăng giá mới của chỉ số VN Index. Còn nhìn sang VN30 thì cũng không không được cái chỉ số này không được tích cực bằng index, khi mà index đã vượt được cái đỉnh ngắn hạn ở tháng 7. Tuy nhiên thì chỉ số VN30 vẫn đang giao dịch ở dưới vùng đỉnh này. Điều này thì nếu anh chị đã có theo dõi chương trình của chúng ta trong một vài phiên gần đây, thì chúng tôi cũng đã nói đến rất nhiều về cái việc là tại sao lại có cái sự chênh lệch giữa chỉ số tăng giá của chỉ số VN30 và chỉ số VN Index ở thời điểm hiện tại. Thì điều này nó đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi mà đa số các cổ phiếu ngân hàng mà có cái vốn hóa lớn trên thị trường đều đang giao dịch ở trong cái vùng vùng tích lũy tính từ đầu tháng 7 đến hiện tại. Rất nhiều các cổ phiếu ngân hàng chúng ta có thể kể đến như Techcombank, Vietcombank, Công Thương, thì đều các cổ phiếu ngân hàng nhìn chung đều đang giao dịch trong một cái vùng không có xu hướng. Và chính
giao dịch diễn biến giao dịch của vòng nhóm cổ phiếu ngân hàng nó tác động rất nhiều đến chỉ số VN30 của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Nhìn về VN30 thì trong phiên ngày hôm nay, sau một cái phiên giảm khá ngày hôm qua hơn 1% trong phiên dịch ngày hôm qua, phiên hôm nay chỉ số VN30 có hồi phục trở lại 0,3%. Khối lượng giao dịch của phiên ngày hôm nay thì không được tích cực cho lắm, khi mà nếu mà so với cái phiên giảm ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay thanh khoản lại giảm. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn rộng một chút thì chúng ta thấy rằng mức thanh khoản vẫn duy trì trên trung bình 20 phiên. Về các nhóm ngành chính ở trong phiên dịch ngày hôm nay thì nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục duy trì được một cái đà tăng giá rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay, khi mà khi mà cổ phiếu VND một trong những cổ phiếu mà sau khi đã vượt cái vùng đỉnh tích lũy trước đó quanh vùng giá 55 thì cổ phiếu này đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp và liên tục thiết lập những cái mức giá cao sau khi vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó. Hay là VCI cũng là một cổ phiếu rất là tích cực. VCI thì phiên ngày hôm qua là cái phiên cổ phiếu cũng đã vượt qua cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó quanh 65-66, và cổ phiếu sau khi phiên vượt ngày qua là phiên vượt khá là tích cực với một cái nến đóng cửa tăng hơn 6% và khối lượng giao dịch tăng mạnh so với trung bình 20 phiên, thậm chí gấp đôi trung bình 20 phiên. Và phiên hôm nay thì cũng tiếp tục duy trì được cái đà tăng giá. SSI thì nếu mà nhìn về nhóm chứng khoán, SSI thì là cái nhóm mà là cái cổ phiếu mà cũng chưa ngắn hạn, chưa vượt được cái đỉnh đã tạo lập trước đó. Và hiện tại thì cái giao dịch của SSI hai phiên gần đây đang có cái dấu hiệu tích cực trở lại cả về cái diễn biến giá và cái khối lượng giao dịch, khi mà hai phiên gần đây khối lượng giao dịch đã tăng trở lại và gấp đôi, gấp rưỡi cái trung bình 20 phiên giao dịch gần đây. Và chúng ta chỉ chờ cái tín hiệu giá của SSI ở những vùng kháng cự ngắn hạn cổ phiếu này quanh giá 44 để chúng ta xác định xem cái xu hướng tiếp theo của SSI nó sẽ như thế nào. Nhóm cổ phiếu bất động sản là tiếp tục có cái tín hiệu tích cực trong phiên ngày hôm nay. Như Đích Tổng là một phiên hôm nay cũng có một phiên tăng trần, từ thậm chí là cổ phiếu đã có cái tăng gáp trong phiên ngày hôm nay, tăng khá mạnh. Hay là Nam Long là một phiếu cũng có cái tăng trần, phiên tăng trần ngày hôm nay. Nhóm cổ phiếu bất động sản quốc nghiệp thì trong nhóm vốn hóa lớn hôm nay thì có GVR phiếu tăng trần sau khi một vài phiên cổ phiếu bị bán trở lại khi mà gặp cái vùng kháng cự đâu đó quanh 40, và có 3 phiên liên tiếp bị bán trở lại thì phiên hôm nay là cái phiên mà cổ phiếu này chính thức vượt qua được cái vùng đỉnh ngắn hạn vùng 40 với một cái phiên vượt cái đến rất là mạnh, tăng 7%. Khối lượng giao dịch cũng có cái sự gia tăng tích cực khi mà lớn hơn trung bình 20 phiên, gấp đôi trung bình 20 phiên. Đây là một cái phiên khá là tích cực, vượt khá tích cực quả và bây giờ. Hay là một vài cổ phiếu khác, ví dụ như IDC cũng vẫn tiếp tục duy trì được cái tín hiệu tích cực. Thôi Kinh Bắc hôm nay thì sau khi 3 phiên có sự chững lại thì phiên ngày nay là một phiên tiếp tục cái đà tăng giá của Kinh Bắc. Đó, đây là một cổ phiếu cũng khá là tích cực. Hay là SSC, cổ phiếu mà trước đây chúng ta cũng đã nhắc khá nhiều, cổ phiếu này cũng có một cái tín hiệu khá là tích cực trong cái phiên ngày hôm nay. Nhóm cổ phiếu về nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chắc là chúng ta cũng không có nhiều cái sự thay đổi quá nhiều so với một vài phiên dịch gần đây. Đặc biệt là chúng ta chú ý đến Techcombank, thì Techcombank là cổ phiếu mà cũng có một cái vừa có yếu tố cơ bản khá là tích cực trong nhóm ngân hàng. Và thêm nữa là cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà được khá nhiều của nhà đầu tư trên thị trường đã quan tâm đến cổ phiếu này. Nhìn vào cái diễn biến giá của Techcombank thì sau khi Techcombank có một cái sự hồi phục từ vùng giá 48 lên lại cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó có đâu đó khoảng 54 thì đã bị bán ngược trở lại. Và chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường chỉ số VN Index hồi phục rất là tốt trong một vài phiên gần đây. Tuy nhiên thì các cổ phiếu như là Techcombank chúng ta thấy rằng có 4 cái nến liên tiếp, cái nến giảm điểm. Cái thân đến nó khá là nhỏ, cho thấy rằng là cái biến động của cổ phiếu Techcombank trong một vài phiên gần đây nó khá là nhỏ. Khối lượng giao dịch cũng chưa có sự cải thiện quá tích cực so với một vài phiên dịch gần đây. Do đó thì với cái diễn biến của Techcombank này thì nhiều khả năng thì cổ phiếu này cũng sẽ tiếp tục có cái đi ngang tích lũy trong thời gian tới thôi. Các cổ phiếu khác ví dụ như ACB cũng thế, ACB thì cũng đang trong một cái vùng, nếu chúng ta nhìn thì chúng đang trong một cái vùng giao dịch này. Hầu như các cổ phiếu ngân hàng đều đang trong một vùng tích lũy thôi. Thì ACB đang vùng từ 31 đến 37. Hay là MBB. Cũng thế, MBB chúng ta cũng thấy đang trong một cái vùng tích lũy này thôi. Và nó cũng chưa có một cái tín hiệu ngắn hạn tích cực ở cái nhóm này. Công thương chính ra là cổ phiếu mà yếu nhất cái dòng banh giai đoạn vừa rồi. Khi mà công thương nó các phiếu khác thì đang trong giai đoạn tích lũy. Nhưng mà công thương thì đã
bước vào một cái nhịp giảm thì liên tục hình thành những cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên thì gần đây công thương đang có một cái tín hiệu nó tích cực hơn trở lại khi mà cái giai đoạn bán vừa rồi thì công thương đã hình thành được hai cái đáy sau cao hơn, và cái diễn biến giá gần đây của công thương cũng khá là tích cực so với các cổ phiếu khác của nhóm ngân hàng, và thanh khoản của cổ phiếu này cũng đang có dấu hiệu tích cực trở lại. Tuy nhiên thì đối với những cái vị thế này, khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là cả cái nhóm ngành ngân hàng đang trong một cái vùng sideways thì rõ ràng cái việc tham gia cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm này nó không phải là một cái ưu tiên ở thời điểm hiện tại. Và những cái trạng thái này chúng ta sẽ phù hợp cho cái việc mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu để chúng ta chờ hồi lên thì chúng ta canh chúng ta bán ra để chúng ta chuyển sang những cái cổ phiếu hay là những cái nhóm ngành mà nó có một cái tiềm năng tăng giá ngắn hạn tốt hơn thôi. Ở trong nhóm này thì chúng ta cũng đã từng trao đổi là có hai cổ phiếu tích cực là Tiên Phong Bank, khi mà cổ phiếu này đã vượt cái vùng đỉnh trước đó và có duy trì một nhịp tăng. Tuy nhiên thì gần đây Tiên Phong Bank cũng cái tín hiệu của Tiên Phong Bank cũng không được tích cực so với trước đây, khi mà cái thanh khoản vẫn liên tục giảm và cái diễn biến giá của cổ phiếu này nó cũng không thực sự quá tích cực. Hay là OCB, thì OCB, nhìn về OCB hiện tại thì cá nhân trung tâm tư vấn đầu tư hay cá nhân Linh thì cũng có khuyến nghị cổ phiếu OCB mua vào ở vùng giá đâu đó quanh 26-27, bởi vì cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này là cổ phiếu bank mà đang có một cái sự vượt trội hoàn toàn, vượt trội hẳn so với nhóm ngân hàng hiện tại, khi mà cổ phiếu đã chính thức vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn đã thiết lập đâu đó quanh cái thời điểm tháng 6-7 và đang trong quá trình test lại cái vùng đỉnh này bằng cái nến rút chân rất là mạnh vùng này. Do đó đây là một cái những cái tín hiệu mà chúng ta, hay là một cổ phiếu ngân hàng, nếu chúng ta có tham gia thì đây đang là một cơ hội mà chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc được một cổ phiếu ngân hàng. À, về các nhóm cổ phiếu ngành thép thì phiên này cũng hơi tích cực hơn tiêu cực. Chỉ số VN Index của chúng ta đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Tuy nhiên thì cổ phiếu thép đại diện Hòa Phát, chúng ta thấy rằng Hòa Phát hôm nay đóng cửa thậm chí còn thấp hơn cái phiên đóng cửa ngày hôm qua, cho thấy rằng nó là một cái, và cái cây nến cái tóc gọi là cái bức trên của nến này nó khá là dài, có thể nên đóng cửa ở gần mức thấp nhất phiên, cho thấy một tín hiệu nó khá là tiêu cực trong ngắn hạn của nhóm ngành thép. Hay là Hoa Sen cũng thế, Hoa Sen chúng ta thấy cũng là một cái phiên mà có một cái bức trên của nến nó khá là dài, thân nến khá nhỏ và đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, và đóng cửa ở mức còn thậm chí còn dưới cái mức đóng cửa cây nến hôm trước, cho thấy một tín hiệu tiếp tục gọi là phát đi cái tín hiệu tiêu cực hơn của nhóm cổ phiếu thép trong ngắn hạn. Một cổ phiếu khác là cổ phiếu Nam Kim, thì Nam Kim cũng thế, Nam Kim thì mặc dù hôm nay đã từng có thời điểm mà cổ phiếu nó hồi phục trở lại đâu đó quanh vùng 54.7, tuy nhiên thì áp lực bán đã khiến cổ phiếu đóng cửa gần mức thấp nhất phiên và đóng cửa dưới cái mức đóng cửa của ngày hôm qua, một tín hiệu không được sự tích cực của cổ phiếu này. Sau đó thì ngắn hạn nhóm cổ phiếu thép nó vẫn đang bị cái áp lực chốt lời ở cái nhóm cổ phiếu này. Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác như là hay là dầu khí thì chúng ta vẫn thấy đang có tín hiệu khá là tích cực trong phiên hôm nay, như gas, PVD hay PVS thì cũng khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. BSL đó thì vẫn khá là tích cực, thì BSL hôm nay đã có phiên đóng cửa trên vùng giá 25 cũng khá là tích cực, tuy nhiên khối lượng giao dịch cũng không thực sự tốt. Rồi Linh thì quan điểm cá nhân của Linh thì Linh thấy rằng là thì chỉ số VN, nhìn vào chỉ số VN Index chúng ta thì đã chính thức xác nhận cái tiếp diễn cái xu hướng tăng giá. Sau đó nếu thị trường nếu mà có điều chỉnh thời gian trong các phiên sắp tới mà về lại đâu đó quanh cái vùng 1420-1425 điểm trong các phiên sắp tới thì nó là cơ hội để anh chị có thể cân nhắc để gia tăng vị thế hoặc anh chị mua vào cổ phiếu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái nhóm ngành mà nó đang có tín hiệu tích cực, đang có cái dấu hiệu mà thu hút được dòng tiền trong thời gian vừa qua, ví dụ như ngành chứng khoán này, ngành chứng khoán hoặc là những cổ phiếu nếu có điều chỉnh, những các cổ phiếu liên quan đến bất động sản này, hay bất động sản khu công nghiệp là những cổ phiếu mà chúng ta nên dành sự quan tâm, hoặc là nhóm cổ phiếu cảng biển thì gần đây cũng đang có cái tín hiệu tích cực dần trở lại, chúng ta nên lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu đó và tạm thời chúng ta bỏ qua những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, bởi vì là nhìn vào chỉ số 30 thì nhóm này vẫn đang chưa thực sự có cái sự tích cực trong ngắn hạn. Đó thì đó là quan điểm về thị trường trong thời điểm hiện tại của Linh, cũng như là cái nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong cái phiên dịch hôm nay. Dạ vâng, em xin cảm ơn cái phần chia sẻ về diễn biến của các nhóm ngành nổi bật như là chứng khoán, thép, ngân hàng.
hay là bất động sản của anh Linh vừa rồi, cũng như là quan điểm của anh Linh về diễn biến của thị trường và một số cổ phiếu cụ thể đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của nhà đầu tư. Trước khi mình bước sang phần tiếp theo, đó là phần hỏi đáp, thì em cũng xin phép được chia sẻ lại với cả những anh chị nhà đầu tư của VNDirect vừa mới tham gia vào chương trình về khóa học đi trade hiện tại là của VNDirect, như các anh chị có thể thấy trên màn hình. Đó là khóa học trực tuyến sẽ giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng để mình có thể giao dịch tốt hơn, tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt hơn, có hiệu suất tốt hơn trên thị trường. Và các anh chị có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi hoàn thành khóa học. Em cũng xin phép được để đường link cho khóa học ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi và tìm hiểu thêm về khóa học. Đây là đường link lên DE Academy của VNDirect ạ. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ bước sang phần trao đổi với cả chuyên gia trong ngày hôm nay. Thì em xin bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay của nhà đầu tư Xuân Nhi, đó là điểm mua mới cho các cổ phiếu là đang rất là hot trong thời gian gần đây, đó là GVR, VND và TIG. Thì liệu anh Linh có thể chia sẻ giúp nhà đầu tư quan điểm của anh về điểm mua mới cho các cổ phiếu này không ạ? Về cổ phiếu GVR thì anh chị thấy rằng là Linh vừa đã trao đổi với anh chị trong cái phần điểm qua về thị trường, thì chúng ta thấy rằng GVR phiên hôm nay là một cái phiên mà vượt đỉnh ngắn hạn khá là tích cực bằng một cây nến tăng giá gần như là tăng trần ngày hôm nay. Khối lượng giao dịch cũng rất là tích cực, vượt qua cái vùng cản đâu đó quanh vùng 11 trước đó mà cổ phiếu này đã từng chạm vào và bị giảm ngược trở lại. Do đó thì nếu anh chị nào mà chưa mua cổ phiếu này trong phiên dịch hôm nay thì chúng ta có thể chờ đợi trong phiên ngày mai hoặc một vài phiên sắp tới mà cổ phiếu nó điều chỉnh lại trở lại quanh cái vùng 40-41 này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cho cổ phiếu này trong ngắn hạn. Vì nhìn vào về cái xu hướng của GVR thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này đang trong một cái xu hướng tăng rất là mạnh, trong một xu hướng tăng cực kỳ là mạnh của này, và nó cũng là một cổ phiếu trong cái nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, một nhóm trong giai đoạn vừa rồi cũng duy trì những tín hiệu khá là tích cực. Do đó thì chúng ta nên chờ những cái nhịp mà cổ phiếu này nó có test lại, nó có điều chỉnh lại đâu đó về quanh vùng 41 này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mở cái vị thế mua vào cho cổ phiếu GVR trong các phiên sắp tới. Đây là cổ phiếu rất đáng quan tâm. Về cổ phiếu VND. VND thì cổ phiếu này gần như là cổ phiếu chứng khoán đang khỏe nhất hiện tại, khi mà cổ phiếu đã sau khi vượt đỉnh đã duy trì được 4 phiên tăng đỉnh liên tiếp nối tiếp nhau, và khối lượng giao dịch cũng duy trì ở mức khá tốt khi mà nằm ở trên trung bình của 20 phiên. Thì VND ở thời điểm hiện tại, nếu mà anh chị mà đang có cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này, bởi vì là cái xu hướng của cổ phiếu này hay xu hướng của nhóm ngành chứng khoán vẫn đang rất là tích cực. Tuy nhiên nếu mà ở chiều mua mới cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta cần chờ một cái nhịp điều chỉnh cổ phiếu này để chúng ta tham gia. Bởi vì nếu chúng ta tham gia ở cái vùng giá quanh 60 này mà thị trường nếu có điều chỉnh thì sẽ có những cái áp lực điều chỉnh về lại quanh cái vùng kháng cự khi vùng đỉnh trước đó đã vượt, thì cái rủi ro cũng khá lớn ở cái vùng mua này. Do đó chúng ta nên chờ một cái vùng giá tích lũy ít nhất một đến hai phiên tích lũy của cổ phiếu quanh cái vùng giá này để chúng ta có thể tìm một cái vùng mua đủ tốt ở đây, tức là chúng ta có thể quản trị được cái rủi ro cho chúng ta khi chúng ta mua vào cổ phiếu này để cân nhắc. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu VND và tiếp theo là cổ phiếu TIG. Anh chị khách hàng này có hỏi toàn cổ phiếu đều khá là hot trong cái nhịp vừa rồi và đây đều tăng giá rất là mạnh. TIG của chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này trong một cái xu hướng tăng rất rõ rệt của cổ phiếu này trong thời gian vừa qua. Thì sau khi mà vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó này, cổ phiếu này là cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là sau khi vượt, cổ phiếu cũng thường thường sẽ có nhịp mà test lại cái vùng đã vượt để mà tăng tiếp, và chúng ta thấy cái nhịp tăng của cổ phiếu này nó khá là bền vững. Và phiên ngày hôm nay là phiên mà tiếp tục cũng có cái tín hiệu gia tăng của cổ phiếu này. Tuy nhiên thì cũng giống như VND thì đây là một cổ phiếu mà nó sẽ phù hợp hơn cho những anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu này để chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ. Còn mua mới cổ phiếu này thì cá nhân Linh nghĩ rằng cũng chưa có một điểm mua được tốt để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào đâu. Nếu chúng ta nhìn lại cổ phiếu này, anh chị nhìn lại kỹ cổ phiếu này thì anh chị thấy rằng là ví dụ ở những cái vùng này, sau khi cổ phiếu nó test lại cái vùng đỉnh này bằng những cái nến, đặc biệt là có xuất hiện những cái nến mà chúng ta thấy một cái nến mà doji, cái nến này cái nến mà gọi là
cho thấy một cái sự tranh chấp của bên mua và bên bán ở cái vùng này, thì chúng ta có thể tự tin để chúng ta vào những cái phiên ngày hôm sau. Tuy nhiên ở cái vùng giá hiện tại này thì nó chưa có một cái cho chúng ta một cái vùng đủ tốt để chúng ta có thể mở được cái điểm mua ở vùng này. Do đó thì cổ phiếu này nó chỉ phù hợp cho những anh chị mà đang có cổ phiếu để tiếp tục nắm giữ thôi. Và cổ phiếu này thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, bởi vì ngắn hạn nó chưa có một cái tín hiệu phát đi một tín hiệu nó tiêu cực gì trong ngắn hạn cả. Chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ và chúng ta nâng dần cái mức dừng lỗ của mình lên để chúng ta để cho lợi nhuận nó chạy theo cái biên giá cổ phiếu thôi. Thì đó là cái câu trả lời của Linh về những cái cổ phiếu mà anh vừa hỏi. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Linh về phần chia sẻ vừa rồi về Vacaville, VND và TIG. Tiếp theo thì chúng ta có câu hỏi ở đây liên quan đến điểm mua mới cho cổ phiếu KBC cũng như là liệu cổ phiếu LDG có tiếp tục nắm giữ được không ạ? Về cổ phiếu KBC của chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp mà cổ phiếu vượt cái vùng đỉnh đã tạo trước đó đâu đó qua vùng 46, thì cổ phiếu nó đã tăng giá khá là tốt trong cái nhịp tăng vừa rồi từ 46 đến giá 51, 52 thì hiện tại. Thì nhìn về diễn biến giá của KBC hay là nhóm bất động sản công nghiệp nói chung thì hầu như nhóm này đều đang khá là tích cực, và KBC cũng là một trong những cổ phiếu mà đang có một cái đà tăng khá là tốt trong cái nhóm này. Về cái diễn biến giao dịch của KBC thì sau cái ba cái phiên mà cổ phiếu này có một cái sự gọi là giằng co sau một cái phiên vượt đỉnh, thì phiên ngày hôm nay chính thức là một phiên mà xác nhận tiếp diễn cái nhịp tăng của cổ phiếu này khi mà đã vượt qua được những cái điểm cao nhất, cái nến anh chị để ý những cái nến cao nhất mà cổ phiếu đã lập đâu đó quanh vùng 19.8-50, thì hôm nay phiên ngày hôm nay là phiên đã vượt hẳn và đóng cửa trên cái nến này, cho thấy một cái lực cầu khá là tốt ở cái nhóm của cái cổ phiếu Kinh Bắc này. Sau đó thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này thôi. Và để chia sẻ thêm một chút về góc nhìn kỹ thuật, nếu mà chúng ta dùng công cụ Fibonacci để chúng ta xác định cái vùng giá mục tiêu, thì nó đâu đó nó sẽ có cái vùng giá mục tiêu của chúng ta quanh vùng ngắn hạn đâu đó quanh vùng 57-58 này, là cái vùng Fibo 61.1-61.8, là cái vùng Fibo mà nó thường nó sẽ có một cái phản ứng giá khá mạnh ở vùng giá này. Thế anh chị có thể, nếu anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị có thể cân nhắc quan sát trong các phiên sắp tới, nếu mà cổ phiếu này có tăng giá nó tiệm cận cái vùng này thì hoàn toàn có thể cân và quan sát cái gì biến giá để chúng ta đưa ra quyết định chúng ta nắm giữ hay là chúng ta nắm giữ tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta bán ra cổ phiếu này trong ngắn hạn. Còn về cái báo cáo anh hỏi về yếu tố định giá thì anh chị có thể xem trong cái trang đi stock của VNRX, thì trang này chúng tôi có những thống kê những phân tích của cổ phiếu Kinh Bắc, là một cổ phiếu mà bên research của VNRX cũng đã có những cái cập nhật của cổ phiếu, thì anh chị có thể vào trong trang này thì anh chị có thể tham khảo thêm về cái báo cáo cập nhật của bên phân tích của VNRX về cổ phiếu KBC này. Đó thì đó là cái thông tin về mặt cơ bản mà anh chị có thể vào đây để anh chị tra thêm thông tin. Còn anh hỏi về chiều nắm giữ của LDG. LDG thì cũng là một cái phiên là một cổ phiếu mà cũng khá là mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn cổ phiếu đã có một cái nhịp tăng đâu đó từ giá 7.5 lên giá 11. Một cái nhịp cũng khá là mạnh, và chúng ta nhìn cái độ dốc cổ phiếu này nó khá dốc. Tức là cái giai đoạn trong một vài phiên vừa rồi nó tăng cả nước rút khá là mạnh. Nhìn về và tuy nhiên chúng ta nhìn về một cái diễn biến nó rộng hơn, nó xa hơn ấy, thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này nó đang trong một cái vùng trước đó, nó trong một cái nhịp giảm rất mạnh từ vùng 18 về đâu đó về giá 5. Và thì hiện tại nếu mà nhìn về một bức tranh này thì chúng ta thấy rằng là trước mắt cổ phiếu này nó sẽ có một cái vùng kháng cự đâu đó quanh giá 12 này, chính là cái vùng đỉnh mà trước đó cổ phiếu đã hồi phục và nó giảm trở lại. Thì đây là một cái vùng mà chúng ta có thể quan tâm. Chúng ta sẽ cần quan sát cái diễn biến giá ở cái vùng 12 này để chúng ta cân nhắc xem là chúng ta có tiếp tục nắm giữ hay chúng ta bán ra cổ phiếu này trong ngắn hạn. Thì Long Điền là một cổ phiếu nó diễn biến giá ở đây khá là tích cực. Do đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Và chúng ta chú ý quan sát cái vùng giá 12, là cái vùng mà cả trước đó của cổ phiếu này, để chúng ta quan sát thêm cái diễn biến giá và quyết định rằng chúng ta còn nắm giữ hay là chúng ta tiếp tục nắm giữ hay chúng ta bán ra cổ phiếu này trong ngắn hạn. Thì đó là câu trả lời của Linh về hai cổ phiếu Kinh Bắc và Long Điền. Dạ vâng, tiếp theo chúng ta có câu hỏi về xuồng nắm giữ cho các cổ phiếu BSR, LAS và MSR. BSR thì mình cũng Linh cũng vừa có trao đổi với anh chị, thì cổ phiếu này hôm nay chúng ta thấy rằng là sau
sau một vài phiên mà cổ phiếu bị từ chối giá ở vùng giá 25, đặc biệt là phiên ngày hôm qua, khi chúng ta nhìn lên trên đến phiên ngày hôm qua mà có cái bước trên của nến nó khá là lớn, nhưng mà sau đó cổ phiếu đóng cửa dưới vùng 25 này, thì phiên ngày nay thì cái phiên mà cổ phiếu đã vượt hẳn đóng cửa trên cái vùng giá 25 này. Tuy nhiên thì khối lượng giao dịch của cổ phiếu này phiên nay nó không được tích cực cho lắm đó. Và nhìn về cái diễn biến của dài hơn của BSR trong một vài phiên đây, thì diễn biến của cổ phiếu này rất tích cực sau khi mà vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn đã thiết lập từ đầu tháng 7 quanh vùng giá 22, thì cổ phiếu liên tục duy trì được cái đà tăng giá. Và chúng ta để ý những cái phiên điều chỉnh giảm của BSR này đều là những cái phiên mà chúng ta thấy cái thân nến nó khá là nhỏ, đâu đó nó chỉ có khoảng tầm dưới 1% thôi, điều chỉnh khá là nhỏ cổ phiếu này, và khối lượng giao dịch cũng khá là thấp, đều dưới trung bình 20 phiên đó. Thì ở với cái diễn biến, nhìn về cái diễn biến giao dịch của cổ phiếu này, chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta yên tâm chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này thôi, chứ chưa có một cái rủi ro gì ngắn quá lớn ở ngắn hạn để chúng ta cần phải bán ra cả. Và chúng ta có thể cân nhắc vào những cái nhịp Fibo để chúng ta đo cái Fibo này, thì chúng ta xác định được cái vùng tiếp theo của cổ phiếu này sẽ nằm ở đâu. Thì ở đây là những cá nhân Linh vẽ vùng này, thì đâu đó sẽ có một vùng giá 26 này là cái vùng mà ở đó nằm là cái Fibo 61.8 sau một cái nhịp này, thì chúng ta có thể quan sát cái diễn biến giá vùng 26 này để xem là cổ phiếu nó phản ứng như thế nào, chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ hay thì chúng ta có thể quyết định là chúng ta bán ra trong ngắn hạn. Về cổ phiếu Last và MSR, Last cũng thế, Last thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này vẫn tiếp tục duy trì được một cái đà tăng giá rất là tích cực trong một vài phiên gần đây, thậm chí là trước đó chúng ta thấy một cái nhịp tăng giá khá là thoải của cổ phiếu này. Tuy nhiên thì sau khi vượt được cái vùng giá 20 này, thì cổ phiếu đã tăng một cái nhịp khá là tốt, những cái nhịp tăng giá của Last khá là tích cực, khi mà có những phiên tăng đến trần rồi tăng 6%, và hai phiên điều chỉnh gần đây thì cũng không quá hoàn toàn bình thường, thanh khoản khá là thấp. Do đó thì ở cổ phiếu này thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được, chúng ta ưu tiên nắm giữ. Trong khi đó các cổ phiếu khác ở nhóm ngành này cũng đang vẫn là tích cực, thì Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ cũng chưa có một tín hiệu nào quá là tiêu cực ngắn hạn cả. Do đó thì cổ phiếu này chúng ta tiếp tục nắm giữ và chúng ta nâng cái mức dừng lỗ thôi. Đối với cổ phiếu này thì cá nhân Linh nghĩ rằng là khi mà cái xu hướng của nó vẫn tích cực, xu hướng cổ phiếu vẫn tích cực, xu hướng của nhóm ngành vẫn tích cực, thì chúng ta nên dùng những cái lệnh dừng lỗ để chúng ta có thể thực hiện được khóa cái lợi nhuận của mình, để chúng ta có thể ăn chọn một cái nhịp tăng giá cổ phiếu mà đang có một nhịp tăng rất tốt này. Tiếp theo là MSR. MSR thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây, chúng ta nhìn về cổ phiếu này biểu đồ tháng, thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đang có một vùng kháng cự lịch sử là 26 này, là vùng kháng cự rất là mạnh, trước đó đã từng chạm vào và để bật giảm trở lại. Thì sau khi mà cổ phiếu đã vượt, chúng ta nhìn thấy cổ phiếu đã vượt được cái vùng cản trước đó này và tăng trở lại. Tuy nhiên thì đã có một hai nhịp, đây một nhịp đầu tiên là nhịp giảm trở lại nhịp này, và tiếp tục chúng ta có một cái nhịp giảm thứ hai ở đây đó. Thì đây là hai phiên đang là hai cái nhịp mà cổ phiếu này sau khi đã vượt cái vùng giá là vùng 26 đều đang quay trở lại test lại vùng giá này. Mà chúng ta để ý thêm một chút, đây trước đấy là một vùng kháng cự rất là mạnh, thì bây giờ nó sẽ trở thành theo lý thuyết thì bây giờ nó sẽ thành vùng hỗ trợ của cổ phiếu MSR này. Và chúng ta quan sát thêm là đây, chúng ta thấy là nó cũng là một cái hội tụ cái đường trung bình động 20 phiên và đường trung bình 20 phiên của cổ phiếu này, thì đây đang là một cái vùng gọi là vùng mua tiềm năng rất tốt của cổ phiếu MSR ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì chúng ta cần quan sát thêm cái diễn biến giá cổ phiếu này ở thời điểm ở cái vùng này để chúng ta xác nhận rằng là cổ phiếu nó có tiếp diễn cái xu hướng tăng giá hay không, hay là cổ phiếu nó lại phá vỡ vùng này và nó giảm ngược trở lại đó. Do đó thì chúng ta không nên mua khi mà cổ phiếu nó chạm ngay cái vùng hỗ trợ, mà chúng ta cần chờ một cái tín hiệu xác nhận giá, ít nhất nó phải có cái tín hiệu tranh chấp của bên mua và bên bán, nó thể hiện qua những cái nến, ví dụ như cái nến rút chân này hoặc là cái nến doji này, cho thấy rằng bên mua và bên bán nó đang có cái sự có tranh chấp nhau ở vùng đó, và chúng ta sẽ chờ một cái nến tăng giá xác nhận ở vùng giá này. Ví dụ là một cái nến tăng để chúng ta tham gia và mua vào cổ phiếu này, thì khi đó chúng ta sẽ đặt cắt lỗ chúng ta đâu đó quanh cái vùng dưới những cái nến này, khi mà trước đó là những cái lực cung lực bán đã từng là có thời điểm nó bán ngược trở về vùng giá, nhưng sau đó này lực cầu nhảy vào hấp thụ và đẩy tăng trở lại, thì khi đó chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này thời điểm đó. Thì đây là một việc đáng quan tâm. Tuy nhiên thì chúng ta nên quan sát thêm cái diễn biến giá của cổ phiếu này trong các phiên sắp tới, và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận, tức là một cái nến tăng giá ở cái vùng giá quanh 26 này,
để chúng ta có thể mở cái điểm mua cho cổ phiếu MR. Còn trạng thái nắm giữ thì tất nhiên chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ ở cổ phiếu này được rồi, bởi vì chưa có một tín hiệu nào đó nó tiêu cực trong ngắn hạn phiếu này để chúng ta cần phải bán ra trong ngắn hạn cả. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về ba cổ phiếu trên. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi của nhà đầu tư Yến Hoàng cho anh Linh, đó là doanh nghiệp thép thì báo cáo là tài chính là lãi lớn nhưng mà cổ phiếu thì không tăng tương ứng với cả cái việc kết quả kinh doanh của các cổ phiếu thép rất là rực rỡ trong quý 3 vừa rồi. Thì anh Linh cũng có là chia sẻ quan điểm về nhóm ngành thép hiện tại là giá cổ phiếu thép là đang có diễn biến tiêu cực hơn. Vậy thì anh nghĩ là mặc dù báo cáo tài chính tốt cũng như là việc sản lượng cho các tháng tiếp theo của các doanh nghiệp thép được dự phóng là cũng sẽ là tốt cho đến cuối năm, thì anh nghĩ là đầu tư ngắn hạn cho các doanh nghiệp Hòa Phát, Hoa Sen là có hợp lý không ạ? Hay là chúng ta nên đi theo dòng tiền và đầu tư vào các cổ phiếu, nhóm cổ phiếu như là nhóm chứng khoán, hay là như anh có nói là điều chỉnh thì nhóm bất động sản ạ? Thì anh Linh có thể chia sẻ quan điểm của mình được không ạ? Đúng như là anh chị đã có nói thì nhóm cổ phiếu ngành thép là một nhóm mà vừa rồi kết quả kinh doanh cũng khá là tích cực bên cạnh nhóm cổ phiếu ngành phân bón, đúng không ạ? Tuy nhiên thì không giống như ngành phân bón thì nhóm ngành phân bón đến thời điểm hiện tại thì vẫn giữ được nhịp tăng khá là tốt. Nhưng nhóm ngành thép thì một vài phiên gần đây chúng ta thấy rằng là đặc biệt là Hòa Phát thì sau hai lần test lại vùng giá 58 này thì đều bị bật giảm trở lại. Đây là thứ hai cổ phiếu bật giảm trở lại, và chúng ta chú ý rằng là những cái phiên mà Hòa Phát giảm điểm này thì khối lượng khá là lớn đây, chúng ta những phiên đỏ này, trong khi đó ba cái phiên hồi phục lại cái vùng giá 58 đấy này thì chúng ta thấy là khối lượng khá là nhỏ, thậm chí là nó còn thấp hơn trung bình của 20 phiên, và ba phiên bán gần đây này khối lượng này có cái dấu hiệu gia tăng trở lại đó. Thì nhìn về cái diễn biến ngắn hạn của cổ phiếu Hòa Phát này thì chúng ta thấy rằng là cái tín hiệu ngắn hạn đang có cái theo chiều hướng nó tiêu cực hơn cổ phiếu này. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn Hòa Phát ấy, thì Hòa Phát đang test lại cái vùng đỉnh trước đó thôi, đâu đó quanh vùng 55-56 thôi. Chúng ta nhìn thấy vùng này là vùng đang là vùng hỗ trợ của cổ phiếu Hòa Phát, khi mà trước đó cổ phiếu đã có một lần chạm vào cổ phiếu này và tăng trở lại đây vùng này. Đó thì ở đây cái vùng giá 56 này, cái vùng 55-56 này là cái vùng mà chúng ta, nếu mà chúng ta mua vào trong ngắn hạn này, thì chúng ta quan sát vùng giá này, chúng ta quan sát thôi, chúng ta chưa mua vội. Cũng giống như trường hợp MSR vừa rồi, chúng ta cần phải quan sát thêm cái diễn biến giá cổ phiếu này ở cái vùng này như thế nào, và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận để chúng ta tham gia. Còn nếu mà anh chị nào mà gọi là chắc cú hơn ấy, thì chúng ta chờ hẳn nó vượt hẳn cái vùng giá 58 này, chờ một cái nến vượt hẳn vùng giá 58 này, đóng cửa nhé anh chị nhé, đóng cửa trên 58 này thì chúng ta nên tham gia. Còn ở thời điểm này thì chúng ta, nếu mà chúng ta có quan tâm đến Hòa Phát ấy, thì chúng ta chỉ nên quan sát ở thời điểm ngắn hạn thôi. Thì trung tâm tư vấn đầu tư hay là anh chị các chuyên gia của Vinarex thì nếu anh chị cũng đã theo dõi cái chương trình này thì chúng tôi luôn luôn gọi là rất kỳ vọng của nhóm thép, khi mà nhóm này nó được có khá nhiều câu chuyện tăng trưởng trong năm tới, đặc biệt là cổ phiếu Hòa Phát. Khi mà nhóm ngành thép này, cái sự điện tăng trưởng cổ phiếu này trong thời gian vừa rồi nó khá là tốt. Bên cạnh đó thì những cái câu chuyện về hạn chế những ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc này, rồi những cái câu chuyện về đầu tư công thì hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công, thì nhóm ngành thép là một nhóm mà cũng có khá nhiều câu chuyện trong thời gian tới. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn về góc độ ngắn hạn như Linh vừa chia sẻ với anh chị, thì ngắn hạn cổ phiếu như Hòa Phát đang là một cổ phiếu mà nếu mà lựa chọn giữa Hòa Phát, Hoa Sen hay Nam Kim thì rõ ràng Hòa Phát thì hiện tại chúng ta là một sự lựa chọn gọi là tốt hơn so với hai cổ phiếu còn lại. Thì chúng ta cần chờ một cái tín hiệu nó xác nhận ở vùng giá 56, hoặc anh chị chờ một cái phiên nó vượt hẳn trên 58, nó đã xác nhận nó vượt hẳn qua hai cái vùng này, hai cái vùng mà trước đó nó đều bị bán ngược trở lại thì anh chị tham gia. Thì khi đấy cái xác suất cổ phiếu nó tiếp tục nó tăng giá nó sẽ cao hơn là chúng ta gọi là giao dịch ở những cái vùng giá mà nó đang test lại cái vùng này. Còn trường hợp của Hoa Sen thì Hoa Sen chúng ta thấy rằng là nếu mà nhìn về dài chúng ta thấy Hoa Sen vẫn đang trong một cái xu hướng tăng giá rất là mạnh, liên tục mà thiết lập những cái đỉnh cao hơn và những đáy sau cao hơn. Và đây là cái vùng mà trước đó Hoa Sen đã vượt qua. Tuy nhiên thì cũng giống như Hòa Phát, chúng ta thấy trong một vài phiên ở đây thì nhóm ngành thép
gần như là đang đi ngược lại với cái xu hướng chung của thị trường. Khi mà VN Index liên tục thiết lập những điểm số đỉnh cao mới thì nhóm cổ phiếu ngành thép thì liên tục lại thiết lập những cái đỉnh cái giá đóng cửa thấp hơn, và khối lượng giao dịch của những cái phiên bán ấy cũng đang có cái dấu hiệu tăng dần so với và lớn hơn so với những phiên mua. Thì đây là những cái tín hiệu mà cho thấy cái phản ứng giá trong ngắn hạn của cái nhóm này nó đang tiêu cực hơn so với thị trường. Do đó thì nếu chúng ta có ngắn hạn chúng ta có mua và có quan tâm đến nhóm này thì tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ thôi, chứ chúng ta cũng chưa có một cái và chúng ta cũng chưa vội để chúng ta tham gia ở những cái nhóm cổ phiếu này. Khi mà chúng ta quan sát thấy cái diễn biến cái áp lực của biên bán họ vẫn đang chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại, và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu giá nó tích cực hơn ở những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này để chúng ta tham gia. Ngay cả Nam Kim cũng thế, cũng chưa có một tín hiệu nó tích cực cổ phiếu này. Dạ vâng, em xin cảm ơn quan điểm của anh Linh về các cổ phiếu ngành thép, và những cái nhà đầu tư cũng thấy như anh Linh phân tích thì diễn biến giá cổ phiếu của nhóm ngành thép, mặc dù là nhóm cổ phiếu ngành thép là có kết quả kinh doanh quý 3 rất là ấn tượng, nhưng mà diễn biến giá thì lại đi ngược lại so với thị trường. Khi mà chúng ta thấy là index là tiếp tục chinh phục những mốc đỉnh mới thì nhóm cổ phiếu chứng khoán lại có xu hướng giảm giá. Vì vậy chúng ta có thể thấy là có những cơ hội trong ngắn hạn sẽ tốt hơn cho chúng ta, cho cái việc giao dịch ngắn hạn của chúng ta hơn là việc chọn các cổ phiếu ngành thép tại thời điểm hiện tại ạ. Và tiếp theo thì em xin được chuyển sang câu hỏi của nhà đầu tư Quang CDC, đó là nhận định về OGC và HBC tại thời điểm này có thể tiếp tục nắm giữ được không ạ? Mình sẽ nói trước về cổ phiếu HBC. Cổ phiếu này nó có tính thị trường nhiều hơn. Thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu HBC sau khi mà vượt được cái vùng 16 này, và thậm chí là tăng vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã rất nhiều lần, và 3 lần cổ phiếu chưa vượt đâu đó quanh vùng 18 đến 18.5, cổ phiếu đã có một nhịp tăng khá là mạnh. Ta nhìn thấy những cái thân nến rất là lớn, liên tiếp những cái nến tăng thân nến rất là lớn. Cả một cái nhịp tăng này chúng ta thấy chỉ có một duy nhất một phiên cổ phiếu điều chỉnh khối lượng giao dịch, cái phiên điều chỉnh này cũng chỉ có 0.8% và cái khối lượng giao dịch cũng khá là thấp. Và nhìn vào cái nhịp này chúng ta thấy HBC đang trong một nhịp tăng giá rất mạnh cổ phiếu này. Do đó thì chiều nắm giữ cổ phiếu này thì tất nhiên nó đang là một cái lợi thế rất lớn của những bên đang nắm giữ cổ phiếu này rồi. Còn bên mua thì chúng ta tạm thời chúng ta chưa có một cái điểm để chúng ta mua vào cổ phiếu HBC trong ngắn hạn. Chúng ta sẽ cùng tìm xem cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này nó nằm ở đâu. Nhìn vào đồ thị dài hạn này thì anh chị thấy là HBC vẫn đang trong một cái nhịp giảm này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là sau cái giai đoạn này, phiếu đã đến thời điểm này, phiếu đã tạo được hai cái vùng đáy này, vùng đáy sau cao đáy trước và đỉnh sau, đến thời điểm này thì chính thức đã đóng được vượt vùng này rồi, thì HBC đã chính thức bước vào một cái nhịp tăng giá mới đó. Thì anh chị có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này, và chúng ta quan sát thêm cái diễn biến của cổ phiếu này trong các phiên sắp tới để chúng ta cân nhắc là chúng ta bán ra ngắn hạn ở vùng nào, hay là chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này. Đi chia sẻ một chút là khi mà anh chị quan sát cổ phiếu, anh chị nhìn thấy rằng là thứ nhất những cái cổ phiếu này tăng giá với những cái nến nó rất là lớn này, thậm chí là có những phiên cổ phiếu nó mở điểm tăng bằng mở gác tăng giá này, và khối lượng dịch cũng tăng cực kỳ mạnh trở lại. Thì đây là những cổ phiếu, đây là những cái tín hiệu mà cho thấy chúng ta thấy rằng đây là một những cổ phiếu rất khỏe thì hiện tại. Do đó anh chị đang nắm giữ thì tốt nhất chúng ta nên tiếp tục chúng ta nắm giữ, bởi vì là chúng ta đã sở hữu những cổ phiếu nó khỏe nhất rồi, quan nhất thị trường thời điểm hiện tại rồi, thì không có lý do gì chúng ta bán ra cổ phiếu này để chúng ta chuyển sang một cổ phiếu khác cả. Bởi vì khi chúng ta chuyển sang một cổ phiếu khác thì sẽ có cái rủi ro là chúng ta chọn sai cổ phiếu. Chọn sai cổ phiếu thì chúng ta vừa mất chi phí cơ hội mà chúng ta lại có một cái rủi ro là chúng ta bị thua lỗ. Do đó không có lý do gì chúng ta lại bán ra cổ phiếu mà đang trong một cái nhịp tăng rất mạnh này. Đó thì Linh nghĩ rằng cổ phiếu này anh chị nên tiếp tục nắm giữ. Còn về OGC thì đây là một cổ phiếu mà trong cái thời gian trước đấy chúng ta thấy rằng OGC, nếu mà nhìn dài lại một chút thì OGC chúng ta đang, nếu anh chị nhìn dài, đang trong một cái nhịp giảm rất mạnh trong một thời gian vừa rồi, từ vùng giá đâu đó 30 về giá hiện tại. Thì cá nhân Linh hay là các chuyên gia của tâm tư vấn đầu tư thì cũng nếu anh chị theo dõi thì có chia sẻ với anh chị những cách mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu hay lựa chọn cơ hội trên thị trường. Thì chúng ta nên ưu tiên cổ phiếu thứ nhất là đang trong một cái ngành mà thu hút được dòng tiền mạnh. Cái thứ hai là chúng ta nên ưu tiên những cổ phiếu trong đi đầu
đầu ngành và những phiếu đang trong một xu hướng tăng giá. Bởi vì là khi mà chúng ta tư duy ngắn hạn ấy, thì chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu hay lựa chọn những nhóm ngành đó thì chúng ta sẽ rất rất nhanh chúng ta đạt được cái lợi nhuận kỳ vọng, và chúng ta không phải chờ đợi quá lâu để chúng ta có lợi nhuận, đúng không ạ? Thì view về OVC một chút thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này trong một vài phiên gần đây thì cũng có một cái nhịp tăng giá cũng khá là tốt, những cái đề tăng giá khá là tốt, khối lượng giao dịch cũng có sự cải thiện. Do đó thì ở những cái cổ phiếu này nếu anh chị đang nắm giữ thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ, và chúng ta sẽ quan sát những cái vùng đỉnh này, những cái vùng mà trước đó nó đã có nhiều lần mà nó chưa vượt qua được đâu đó quanh vùng giá này, để anh chị quan sát cái diễn biến giá của cổ phiếu này trong cái một vài phiên sắp tới, nó tiếp cận cái vùng đỉnh này, vùng kháng cự này, xem là cái giá nó phản ứng như thế nào ở vùng này để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra hay chúng ta nắm giữ ở cổ phiếu bên này. Đó là cái chia sẻ của Linh về hai cổ phiếu HBC và OGC. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi về điểm mua cho các cổ phiếu SGP, FTS và CTG. Thì CTG anh Linh cũng đã có chia sẻ quan điểm là dòng tiền hiện tại là vẫn chưa vào nhóm ngân hàng và có các cơ hội tốt hơn để chúng ta có thể tìm kiếm, thì anh Linh liệu có thể chia sẻ cái quan điểm của anh cho các cổ phiếu là SGP và FTS không ạ? SGP là một cổ phiếu mà Linh cũng đang chú ý khá kỹ cổ phiếu này. Bởi vì sao? Vì chúng ta thấy rằng cổ phiếu SGP là cổ phiếu mà nó đã vượt được cái đỉnh này, cái đỉnh mà trước đó, ví dụ đây là lần thứ nhất này, lần thứ hai này là cổ phiếu chưa vượt được đâu đó quanh giá 42. Thì thời điểm vừa rồi cổ phiếu đã vượt trở lại cái vùng giá này. Tuy nhiên thì chúng ta chú ý là cái phiên vượt này khối lượng của cái phiên vượt nó cũng không thực sự là lớn cho lắm nếu mà so với cái trung bình của các phiên trước đó. Và cái thứ hai là sau cái phiên vượt này thì chúng ta nhìn chúng ta thấy có ba cây nến giảm, mặc dù nó không lớn, tuy nhiên thì đang có ba cây nến giảm điểm sau cái phiên vượt này, thì đó điều này cho thấy rằng là cái lực mua, cái lực cầu ở cái phiên đẩy này nó không thực sự là mạnh và nó không duy trì được cái sự hiện diện của mình trong các phiên tiếp theo để nó giữ cho cái giá cổ phiếu nó tiếp tục cái nhịp tăng giá mà nó phải điều chỉnh trở lại quanh cái vùng giá này. Thì ở cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng cái kế hoạch giao dịch cổ phiếu này thì chúng ta nên quan sát thêm cái diễn biến giá cổ phiếu SGP ở cái vùng giá hiện tại này, quanh cái vùng giá này 41.5 cho đến 42 này. Chúng ta chờ xem là cái diễn biến sắp tới của cổ phiếu này ở cái vùng giá này như thế nào để chúng ta tìm cái thời điểm chúng ta mua vào. Thì như Linh vẫn trao đổi với anh chị, thì khi mà cổ phiếu đã vượt qua và quay trở lại test ấy, thì đó chính là cái thời điểm mà một cái vùng mua tiềm năng chúng ta có thể chờ để chúng ta mua vào. Tuy nhiên là chúng ta vẫn nên ở trạng thái chờ thôi, và chúng ta phải quan sát cái diễn biến giá ở cái vùng đó. Như Linh chia vừa trao đổi với anh chị, chúng ta cần phải chờ một cái, ít nhất nó phải xuất hiện một cái tín hiệu gọi là thứ nhất bên bán họ phải giảm dần, bên bán họ yếu dần đi, và yếu dần đi tức là nó xuất hiện, nó thể hiện qua những việc là nó có những cây nến giảm giá, nó giảm dần. Ví dụ trước đó nó giảm 3% thì nó sẽ phải giảm còn lại 1% thôi, ví dụ như thế. Và chúng ta cần phải nhìn thấy một cái sự tranh chấp của bên mua và bên bán, nó thể hiện qua cái việc xuất hiện những cây nến, ví dụ như nến rút chân này, hay một cái nến doji chẳng hạn, và cuối cùng là một cái nến xác nhận một cái nến tăng giá xác nhận ở cái vùng đó, thì đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tham gia vào cổ phiếu này. Ví dụ SGP chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát và chúng ta chờ một cái nến tăng giá ở cái vùng giá 41.542 này để chúng ta tham gia vào, và khi đó chúng ta sẽ đặt cái vùng cắt lỗ của chúng ta đâu đó quanh vùng dưới này, thì khi đấy cái rủi ro của chúng ta nó sẽ cái rủi ro thua lỗ của chúng ta nó sẽ khá là nhỏ, đâu đó 3-5% thôi, thì nó hoàn toàn có thể chấp nhận được ở những cổ phiếu này. Thì đấy là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu SGP. Tiếp theo là cổ phiếu FTS. FTS là một cổ phiếu mà cũng khá là khỏe trong nhóm chứng khoán. Khi chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta xếp thứ tự ưu tiên ở nhóm chứng khoán hiện tại, thì cá nhân Linh đang đánh giá thứ nhất là cổ phiếu BLD, sau đó là cổ phiếu VCI, và FTS cũng là một trong những trường hợp mà đã vượt đỉnh. Phiên ngày hôm qua là cổ phiếu đã vượt tới vùng đỉnh đâu đó quanh vùng 65-66, và cái kênh đến vượt đỉnh chúng ta là một kênh đến đóng trần, khối lượng giao dịch cũng gia tăng rất là mạnh, gấp đôi so với trung bình của 20 phiên. Và phiên ngày hôm nay cổ phiếu cũng tiếp tục duy trì được cái đa tăng khá là tích cực khi mà tăng hơn 2%, gần 3% trong phiên ngày nay. Đó thì đây là một cổ phiếu mà rất tích cực, cũng khá là tích cực ở nhóm ngân hàng, ở nhóm cổ phiếu chứng khoán hiện tại. Sau đó anh chị hoàn toàn có thể quan sát
nhóm này, cổ phiếu này ở một vài phiên sắp tới, xem là có một cái vùng giá có tích, có một vùng giá tích lũy, hoặc cổ phiếu này có điều chỉnh trở lại để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cho cổ phiếu này. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về về cổ phiếu STS. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi của nhà đầu tư Quốc Thanh về xu hướng mua các cổ phiếu VicoStone, FPT. Em nghĩ là ITP cổ phiếu có thể là nhà đầu tư đánh sai mã, thì nhà đầu tư liệu có thể chat ở dưới để có thể hỏi lại về câu ấy. Và GVR, thì GVR anh Linh cũng đã có chia sẻ rồi, thì anh Linh có thể chia sẻ quan điểm chiều mua cho các cổ phiếu VicoStone và FPT không ạ? Anh Linh bật mic đi ạ. Ok. Sorry anh chị. Thì chúng ta nhìn thấy về cổ phiếu VCS, thì trong lịch sử chúng ta thấy cổ phiếu này giao dịch trong ngắn hạn nó khá là khó, khi mà có những cái phiên, cứ một phiên tăng giá mạnh thì sau đó lại là một vài phiên điều chỉnh. Về gần nhất, về gần đây nhất thì chúng ta thấy cái phiên ngày 22/9 là một cái phiên mà tăng cổ phiếu này tăng 7.8%. Tuy nhiên thì sau đó cổ phiếu này dội ngược trở lại. Và gần đây cái vùng này, cái vùng biến động giá gần đây của VCS ấy, nó cũng khá là khó giao dịch, khi mà nó đang trong một cái vùng giá đâu đó từ 125 cho đến 130 ở cái vùng này. Và gần đây anh chị thấy là chỉ số VN Index liên tục lập đỉnh, trong khi đó thì cổ phiếu này đang có trong một cái doanh nghiệp mà này bị bán. Chạc này khá giống với chạc của một vài cổ phiếu ngành thép như Hòa Phát hay Hoa Sen, khá giống. Đó. Thì về cái điểm mua cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng là chúng ta vẫn quan sát thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta thấy rằng là gần đây nó có những cái phiên giảm khá là kênh thân nến, nó khá là lớn này. Thân nến này, rồi khối lượng những phiên bán nó có dấu hiệu nó gia tăng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn về góc độ các điểm hỗ trợ, chúng ta thấy rằng thứ nhất chúng ta đang có cái vùng giá 125 này, quanh 125 là cái vùng hỗ trợ, khi trước đó là vùng đỉnh nó đã tạo và nó vượt qua. Cái thứ hai chúng ta nhìn cái đường trung bình động 50 phiên này, là đường màu xanh dương này, có Linh này, thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nó đang thì cái vùng này, vùng quanh 124 cái 125 này, là cái vùng đang hội tụ hai cái điểm hỗ trợ. Thứ nhất là được hỗ trợ ngang, và thứ hai là hỗ trợ của trung bình 50 phiên. Nhìn về lịch sử ấy, thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này thường thường nó khá là tôn trọng cái trung bình của 50 phiên này. Đó, đây ví dụ đây là một cái thời điểm mà nó vỡ theo trung bình động 50 phiên, sau đó bật tăng trở lại. Rồi cái thời điểm ở đây nữa, đây hai cái thời điểm này đều chạm cái trung bình 50 phiên và bật tăng trở lại. Sau đó thì cái vùng, nếu mà anh chị xác định chúng ta mua vào cổ phiếu này, thì nên nghĩ rằng cái vùng này 124, 125 là cái vùng mà chị sẽ cần quan sát. Chúng ta quan sát xem nó có giữ được vùng giá này không. Và cũng giống như chia sẻ trước đó ở SGP này, hay là một vài cổ phiếu MSR, thì chúng ta phần quan sát là chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận của cổ phiếu này có tăng giá trở lại thôi, để chúng ta mua vào ở cổ phiếu này. Đó, đây là chúng ta sẽ mua sớm. Còn trong trường hợp mà anh chị nào mà chắc phú hơn ấy, thì chúng ta sẽ chờ những cái phiên vượt hẳn lên trên vùng này. Tuy nhiên thì cũng giống như các đợt trước, cổ phiếu này nó thường thường nó sẽ không phù hợp cho việc chúng ta mua breakout. Đó, do đó thì chúng ta cần quan sát lại cái lịch sử của cổ phiếu để chúng ta xác định xem cổ phiếu nào thì chúng ta có thể mua được breakout, hay cổ phiếu nào chúng ta phải mua trong quá trình mà cổ phiếu nó pullback, nó backtest lại. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về VCS. Chúng ta sẽ cần quan sát thêm ở 124, 125 để chúng ta chờ một điểm xác nhận tăng giá trở lại chúng ta mua vào thôi. Còn FPT, FPT thì cũng là một cổ phiếu mà Linh nghĩ rằng là đang có một cái xu hướng đi ngược với thị trường. Hơi đáng tiếc là một vài cổ phiếu mà khá tích cực trong giai đoạn trước đó, tích cực thậm chí tích cực hơn của chỉ số VN Index, như là nhóm phiếu ngành thép, rồi nhóm cổ phiếu FPT, thì gần đây hai cổ phiếu này đều đang có tín hiệu gọi là đi ngược với thị trường chung, đúng không ạ? Thì FPT ở thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này vẫn đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi, và nó cũng chưa có một cái tín hiệu ngắn hạn nào đó nó khá tích cực. Sau đó nếu mà để giao dịch ngắn hạn ở cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng là anh chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có một cái tín hiệu tích cực hơn trong ngắn hạn thì chúng ta mua vào. Chứ còn FPT này thì thường nó sẽ ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ phù hợp hơn cho những anh chị nào mà nắm giữ thôi, chứ còn mua mới cổ phiếu này thì Linh vẫn chưa nhìn thấy một cái tiềm năng tăng giá tích cực trong ngắn hạn ở cổ phiếu này. Đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu FPT. Vâng, và do thời lượng của chương trình có hạn, kéo dài trong một tiếng đồng hồ, nên là em cũng xin phép sẽ hỏi Linh câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay của nhà đầu tư, đó là điểm mua cho các mã. Ở đây chúng ta có thể thấy là có hai mã chứng khoán TI và BSI, và ngoài ra là mã S99 ạ. Thì anh Linh có thể chia sẻ quan điểm về ba mã cổ phiếu này không ạ? Nhóm chứng khoán thì vẫn là những cái nhóm mà chúng ta rất là tích cực trong hai phiên gần đây, đúng không ạ? Trong đó có những cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ, PCI, BSI đều tăng khá là mạnh.
Nhìn về TCI thì chúng ta thấy rằng là kiểm tra về mặt xu hướng thì chúng ta thấy cổ phiếu này đang trong một xu hướng tăng giá rất mạnh, đang trong một xu hướng tăng giá rất tốt cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại. Và nhìn về cái diễn biến giá ở một vài phiên gần đây, anh chị cũng thấy rằng là cái tín hiệu sau khi mà có một cái phiên nó vượt hẳn lên cái trên cái vùng đây thì cổ phiếu bằng một cây nến tăng mạnh, khối lượng có giao dịch tăng trở lại thì cổ phiếu đã test lại bằng một vài cây nến ở đây và bật tăng trở lại. Thì diễn biến ngắn hạn của cổ phiếu này nó đang khá là tích cực. Tuy nhiên thì nó sẽ có ưu thế hơn cho những anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu này. Chứ còn nếu mà chúng ta tìm cái điểm mua mới ở thời điểm hiện tại thì nó hơi khá khó để chúng ta có thể mua mới cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại. Sau đó thì nếu mà anh chị quan tâm đến cổ phiếu TCI này thì anh chị cần chờ một cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu này để anh chị tham gia ở cổ phiếu TCI này. Và một cổ phiếu mà anh chị có hỏi là cổ phiếu BSI cổ phiếu cũng khá là khỏe, gần như là trước đó thì cổ phiếu này đã vượt cái vùng đỉnh từ cái vùng đây, gần như là đi trước nhóm cổ phiếu này, cùng nhóm cổ phiếu mà đi trước nhóm chứng khoán anh chị. Thì cái nhịp vừa rồi tăng giá khá là tốt, có đến 5-6 phiên liên tiếp cổ phiếu tăng giá. Thì ở những cổ phiếu này thì Linh cũng giống như cổ phiếu TCI thôi, thì nó cũng là phù hợp cho những anh chị mà đang nắm giữ thôi, chứ còn mua mới ở cổ phiếu này hiện tại nó khá là rủi ro để chúng ta tham gia ở những cái thời điểm hiện tại, bởi vì nó khá xa cái nền giá rồi. Ví dụ chúng ta thấy cái nền giá của cổ phiếu này ở đây vùng này chẳng hạn, thì nếu chúng ta mua ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ khá là rủi ro cho cái vị thế trong ngắn hạn của cổ phiếu này. Do đó thì cổ phiếu này anh chị cũng nếu có mua thì anh chị cũng phải chờ cổ phiếu điều chỉnh thôi, hoặc nó thiết lập một cái vùng giá tích lũy. Còn ngắn hạn thì nếu anh chị tham gia quan tâm ngành chứng khoán thì anh chị quan tâm những cổ phiếu như là VCI, những cổ phiếu đã vượt đỉnh và nó đang khá gần cái vùng vượt ấy, thì anh chị có thể chờ một vài phiên nó điều chỉnh trở lại để anh chị có thể mua vào. Và cổ phiếu này chúng ta thấy rằng cái thanh khoản nó cũng khá là lớn, bình trung bình của trung bình 30 phiên đến 5 triệu cũng khá là lớn, anh chị có thể tham gia. Thì Linh nghĩ rằng là chúng ta ở thời điểm hiện tại khi mà cái thị trường nó tăng nó cũng khá là mạnh rồi, thì chúng ta tốt nhất khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu chúng ta cũng nên quan tâm đến những cái cổ phiếu mà có nền giá tốt. Khi mà có nền giá tốt thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta có sai thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta cắt lỗ với những cái mức thua lỗ nó khá là nhỏ, hơn là việc chúng ta đua những cổ phiếu mà nó đã tăng giá khá mạnh trong thời gian vừa qua. Thì cái rủi ro trong ngắn hạn nó sẽ khá lớn, khi mà thị trường nó điều chỉnh một chút thì chúng ta đã, thậm chí chúng ta đã bị thua lỗ rồi. Sau đó Linh nghĩ rằng là nếu anh chị yêu thích nhóm chứng khoán ấy, thì anh chị có thể chờ những cơ hội, những cổ phiếu như là VND này, VCI này, STS này. Đó, thì những cổ phiếu này nó vừa bắt đầu vượt đỉnh thì chúng ta có thể chờ một vài phiên nó đi ngang quanh vùng giá này thì chúng ta tìm cái điểm chúng ta mua vào thôi, thì nó sẽ an toàn hơn cho cái vị thế mua vào ở thời điểm hiện tại. Bởi vì thị trường nó tăng trong nhịp vừa rồi thì trong quá trình đi lên của thị trường thì sẽ có những cái phiên rung lắc của thị trường. Do đó nếu mà chúng ta lựa chọn những cổ phiếu đã tăng giá khá nhiều rồi mà không có một điểm mua tốt thì chúng ta rất dễ bị dính cắt lỗ ở những cái cổ phiếu đó. Sau đó Linh nghĩ rằng là cái thời điểm hiện tại chúng ta thị trường nó tốt, nhưng chúng ta cần ưu tiên lựa chọn những cái nhóm ngành, những cổ phiếu mà đang trong một xu hướng tăng giá tốt, nhóm ngành mà đang có thu hút được dòng tiền. Và đặc biệt là chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có một cái vùng giá tích lũy hay một nền giá đủ tốt để chúng ta, hay một điểm mua đủ tốt để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào, chúng ta tuyệt đối hạn chế mua đuổi những cái trạng thái, những cổ phiếu mà nó đã tăng khá nhiều trong thời gian vừa rồi. Thì Linh chia sẻ một chút về cái quan điểm của mình để anh chị có thể tham khảo. Vâng, em xin cảm ơn rất nhiều về phần chia sẻ của anh Linh về triết lý cũng như là phương pháp giao dịch. Với cụ thể ở đây là anh Linh có lấy ví dụ là nhóm chứng khoán, và các nhà đầu tư cũng anh Linh cũng có chia sẻ một số ví dụ của nhóm chứng khoán nổi bật như là VND hay là VCI hay là FTS, thì các nhà đầu tư có thể tiếp tục theo dõi và cân nhắc các cổ phiếu trên. Phần trả lời vừa rồi của anh Linh cũng đã khép lại chương trình nhịp đập thị trường ngày hôm nay. Thì trước khi được kết thúc chương trình thì mặc dù là chúng ta có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà do chương trình có thời lượng có hạn nên là em xin phép để đường link của trung tâm tư vấn ở đây, như các anh chị có thể thấy ở trên phần chat, để các nhà đầu tư có thể tiện đi vào đường link và hỏi những cái thắc mắc về cơ hội đầu tư của mình, cũng như là những cái xu hướng hay là bất cứ thứ gì về các chuyên gia của VnDirect, và các chuyên gia sẽ giúp các nhà đầu tư có thể trả lời những cái thắc mắc về câu hỏi của mình ạ.
Trước khi được kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ về những khóa học hiện tại của VNDirect. Thì như em cũng có giới thiệu ở đầu chương trình, thì hiện tại VNDirect đang có khóa học D-Trade, là khóa học sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao cái khả năng giao dịch chứng khoán của mình, và các nhà đầu tư có thể nhận được cái chứng chỉ Trader Pro sau khi kết thúc khóa học. Thì các anh chị có thể tham khảo đường link ở trong phần chat. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có các khóa học khác của VNDirect, tùy thuộc vào định hướng của các nhà đầu tư. Chúng ta có thể thấy là có khóa Digo Life, là khóa học giúp các nhà đầu tư có thể hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân theo tháp tài sản của VNDirect, hay là khóa D-Stock giúp các nhà đầu tư có thể tìm hiểu, thấu hiểu được doanh nghiệp như là tự tin đưa ra quyết định đầu tư, hay là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp giúp các nhà đầu tư có thể trang bị được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, và khóa Digo D-Wealth là khóa giúp nhà đầu tư có những cái công cụ quản lý tài chính để có thể đầu tư và tư duy một cách hệ thống, hợp lý trong thị trường hiện tại. Thì các anh chị quan tâm có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở bên tay phải màn hình để có thể tìm hiểu thêm về các khóa học của VNDirect hiện đang dành cho các nhà đầu tư. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VNDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.